cuối tuần gia đình mình tới nhà hàng Mỹ Tho ăn tối. Anh muốn kêu gì thôi em kêu luôn. Kêu đi, anh hỏi. What number? 10. Anh ngồi em order anh quay đi em. Nhà hàng này có chơi nhạc, nhưng mà chơi chỉ là thứ sáu với thứ bảy, khoảng chừng 8-9 giờ đó. Việt Nam mà xin chắc đoạn quên cùng để này bên kia mình đâu cần đâu. Mẹ đây có một tô cái nhớ ly lì xì mẹ ơi mà ba mẹ muội ba muội hay mà hội nuôi mẹ đô chiến mẹ ơi ôi à hiện hay muội xa muội gì muội mẹ đây. Tương ớt tương ớt hiện anh em thưa cá thôi mẹ. Qua bên họ mới là thùng mới. Biết dê nó dễ dễ ta 10 tuổi ở Việt Nam mà 16 tuổi đó. Đây chưa có lỗ thun chân mỏng á. Đây là gói gì? Mày chắc là ổn. Ăn thử coi. Ăn nha, bắt đầu ăn nha. Ăn nha các bạn ơi. Ủa sao kỳ vậy?
mời các bạn ăn gỏi vịt với gia đình mình nha. Gỏi vịt đây. Hôm nay tối chủ nhật. Còn hai món nữa, món canh chua cá bông lau với cá kho tọ nữa. Ăn gỏi vịt trước hồi no mẹ. Nó chóng ngon á. Quán này nó đóng 9 giờ tối. Gái mình nó ăn phở nó không biết ăn cao, chỉ có phở tái thôi, còn ngoài ra nó không ăn gì. Mày dưa giá ăn với cá kho tọ nhìn hấp dẫn. Không thích ăn mà ăn cái khúc nước mắm. Quá dữ. Quá dịch ở đây nó làm cũng ngon. Ngon. Vô bật khuya thì chết. People keep on closing the door. Những cái muỗng này xúc vô cho hết uổng. Tô này là tô canh chua cá bông lao. You want to sacrifice your water? Này là canh chua cá bông lao. Dad, you don't want your water, right? Yeah, I want. Okay, so which one is mine? This one? That's mine. What about you? So. Yeah, okay, yeah, clean it. Chưa, em phải dọn bớt cho bàn chị. This one is mine, right? Đúng rồi, bàn này chưa có. Bàn này nè. Cái này cá kho tọ nè. Cái này cá bông lao kho tọ. Cái này dưa nè. Dưa này không như cá bông lao ngon. Hồ bơ. Hồ bơ. Đồ bài ok. Con hồ bài ấy. Bài mà sạch.
I just want the soup part. Chan, huh? There's no chan. Oh, but. Do that. Now where's my spoon? Oh, can I use this? It's kind of dirty. Come on. Mm. Bỏ mấy xong chan này. Cầm đi. Lần phải hả? Có bông nào? Hey! Con lá với bạc hà đồ. Bạc lá? Cà chua với khóm. Giá nhiều quá không thấy cá. Hai thứ cá này. Vậy mà em thích cái còn tươi hơn. Này dễ làm mà anh. Củ hồi gỗ tươi giá vậy nha người. Đâu cần tay nè. Da ta nó sẽ lướng. It's so hot. Bao tay màu pink đó. Nó ê bao tay màu pink. Cầm lên. Hot. Nó hử không anh, nó cao. Thôi cầm thôi nha. Ông Mỹ Văn về gì không? Ừ, mà ta tin mà đón. Không phải vậy. Ta cái em này. Không sao chứ không. Đây mình ăn không hết, mình đem về. Xin cái hộp để em đem về. Ăn xong giờ nó đi nằm đó. Nứt thiệt. Lay, get up. Quá mà nâng nó mỏ thế. Chắc có được.
Thank you.